Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh nhá. Shop Ngọc Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Với các đầu số điện thoại này, các bác có nhu cầu cần mua hàng, tư vấn, liên hệ bảo hành đổi trả nhá. Vui lòng liên hệ với các đầu số 0916 này, Vina này, 0168 Viettel này, 0169 Viettel và 01202 là Mobi. Các bác ở mạng nào thì các bác gọi mạng đó nhá. Và thứ hai nữa là các bác gọi số này không được thì các bác gọi sang số khác. Các bác thông cảm là nhiều khi là shop còn đang bận cái điện thoại của khách khác thì các bác sẽ gọi chèn lên nhé. Hôm nay xin giới thiệu với các bác một cái mẫu túi ngụy trang, túi đi rừng cho anh em đam mê săn bẫy đi rừng nhá. Túi ngụy trang này, thực ra cái này gọi là túi ngụy trang nhưng nó cũng là cái túi du lịch, nó rất nhiều tiện dụng nhé các bác ấy, rất nhiều sử dụng. Cái mẫu túi này là mẫu túi đeo hông này, có sao mẫu túi đeo hông các bác nhé. Chất liệu vải là một màu rèn ri như thế này. Chất liệu vải rèn ri, vải bố, vải dày đấy, vải dày, vải cao cấp đấy các bác nhé, chứ không phải mỏng đâu nhé. Dây kéo khóa to chắc chắn đây. Cái ngăn này là ngăn ngoài cùng này, đây tôi cho xem ngăn trong cùng này. Đây phía ngăn này là rất là rộng này. Cái này thì đủ cho các bác có thể để được loa điều khiển từ xa nhé, để được dò bẫy, cất được điện thoại, cất được tiền, cất được thuốc lá nhé. Đây, cái chất liệu vải này rất là dày, nó gồm có 3 ngăn các bác nhé. 3 ngăn chính này, đây là ngăn to nhất này, ngăn to nhất này, rồi kéo khóa lại này. Thế còn những cái dây này là cái dây nó thắt trang trí thôi, nên các bác mua về mà không thích thì các bác tháo ra cho nó gọn, để nó cũng hơi rườm rườm. Phía sau này này có một cái ngăn nhỏ, ngăn bí mật nhé, để sát với hông các bác, để các bác có thể để những cái đồ kín đáo như là tiền hoặc là giấy tờ nhé, tiền hoặc giấy tờ. Đây các bác quay sát này, chất liệu vải bố rất là dày. Đây mặt sau của nó này, đây mặt sau của vải này à, các bác nhé, dày cực kỳ luôn, đường may chắc chắn, khóa đẹp đấy nhé. Đây ngăn chính này, cái ngăn thứ hai là ngăn này thì dành cho các bác có thể được để được điện thoại này, để điện thoại này. Trong này nó có cả cái đai, có đai như này để cho các bác có thể kẹp những cái đồ nhỏ nhỏ như là bật lửa này. Con chào các bác, con bật lửa, các bác ăn thịt hay hộp quẹt nhé. Đấy, đây là cái phần này, phần ngoài. Còn ngăn nữa ở phía ngoài cùng này là mình để những giấy tờ nhỏ chẳng hạn. Đây, để giấy tờ nhỏ. Đây mẫu túi này gọi là mẫu túi đeo hông các bác nhé. Mẫu túi đeo hông, dây thắt ngang sang bụng nhé, dây thắt ngang sang bụng. Đấy. Đấy, còn về cái dây đeo của nó ấy, các bác nhìn đây, dây đeo này cực kỳ là chắc chắn, dây bằng dù siêu bền, bản rộng này phải tới 4 phân rưỡi, 5 phân đấy, bản 5 phân, dây rất là bền, rất là dai nhé. Khóa này, khóa nhựa chắc chắn này, khóa nhựa rất là chắc chắn này các bác nhé. Đấy, chắc chắn cực kỳ luôn, đồ này đồ chắc chắn, không phải đồ mong manh đâu nhá. Cái này là cái kiểu đeo vào hông. Mới đầu các bác nhìn sơ như này ấy, thì các bác có thể là thấy nó hơi bị to, nó hơi bị lùng thùng, thế nhưng mà khi các bác sử dụng thực tế rồi thì các bác mới thấy nó hay và nó lại rất là gọn nhá, rất gọn, rất tiện dụng. Như bản thân tôi đây là tôi chuyên dùng cái túi này, túi hàng ngày tôi dùng đây. Đấy. Đây các bác thấy này, đeo vào bụng nhá, đeo ra sau thắt lưng. Đấy. Mình nhìn thế này ấy, thì mình thấy nó xòe, nó to, nó cồng kềnh, nhưng mà khi đeo vào đây ấy, đeo vào người rồi ấy, mà đựng thực tế rồi ấy, thì thấy nó rất là hay, nó rất là tiện dụng này. Ví dụ như ngăn trong này là tôi luôn hành trang của tôi này, một cái sổ này, một sổ tay này, một cây viết này. Đấy, một sổ tay, một cây viết này. Thế rồi tiền thì tôi để ở đây luôn, để móc ra móc vào cho nó dễ nhé. Thế còn cái ngăn phía trước này là điện thoại. Đây, tôi thì hai cái hoặc ba cái. Đây, cái này để được hai hoặc ba cái điện thoại đây, rất là tiện nhé. Đấy, mình đi xe mình phải kéo ra cái mình nghe được luôn. Còn cái ngăn này thì ngăn để những giấy tờ chú ý nhỏ á, như là cái phiếu. Đây, tôi hay đi gửi hàng này, người ta cho phiếu gửi xe này, điện thoại nhà xe này, hay là chuyển khoản tiền cho anh em lấy hàng này, đấy, cái phiếu nhỏ tôi để vào đây. Đấy. Điện thoại để ngăn này,
khi dùng rồi thì mới thấy là tính tiện ích của nó rất là tốt nhé. Thế còn anh em đi rừng, đi săn bẫy thì những cái ngăn này là anh em để được giò bẫy luôn, giò cu, giò gà và để được cả loa điều khiển từ xa luôn nhé các bác nhé. Thế rồi anh em mà hút thuốc thì sẽ có vị trí để anh em để bao thuốc, để hộp quẹt. Thế còn phía trong này, à, phía trong người này tôi vẫn dùng cái ngăn này nhé. Ngăn này để giấy tờ, đây này, để thẻ ATM, chứng minh thư rồi bằng lái xe hoặc là chìa khóa. Đấy, cái này dùng rất là tiện ích nha các bác nhé. Ở trên này này nó cũng có mấy cái dây như này đây, nhưng mà nó lườm thườm lắm, tôi không dùng, tôi tháo ra đây cho nó gọn gàng. Đây là cái mẫu túi đeo hông, cái này là vải rất là dày, rất là bền đấy các bác nhé. Đấy, thực tế nó là như này. Rồi, các bác nhé, đấy, rất là tiện, các bác cảm thấy nó to thôi nhưng mà đeo vào người thực tế mình ấy, thì nó vừa vặn, không hề to mà sử dụng là đủ hết các chức năng các bác nhé, rất là tiện. Tôi chuyên môn đi đâu cũng là cái túi như này. Đây giới thiệu với các bác cái mẫu túi ngụy trang, túi đi rừng đựng phụ kiện cho anh em chơi đam mê. Đây các bác nhìn thực tế đi, à, shop bán sản phẩm có như nào thì quay lên như vậy các bác nhìn nhá, nhìn nó kỹ này, chất liệu vải bố rất là dày. Đây cứng cáp, các bác nhận được món hàng này thì hoàn toàn ưng ý, không phải chê điểm gì. Thế còn về giá thành của nó sẽ là 200.000 các bác nhé, 200.000 bao phí cho các bác. Ở trên một cái video giới thiệu sản phẩm để cho các bác thì làm sao để đem lại những thông tin đầy đủ nhất cho các bác. Đây là chất liệu vải, quy cách của túi, ngăn, ứng dụng của túi và cuối cùng là cái giá tiền của nó như nào, để các bác xem video các bác biết được cân đối, các bác đưa ra quyết định mua hàng nhé. Rồi các bác đã đưa ra quyết định mua hàng rồi thì các bác vui lòng nhấc máy lên alo trực tiếp cho shop hoặc là nhắn tin cho shop cho họ tên địa chỉ, shop sẽ xử sẽ ship hàng COD tới tận nhà cho các bác. Không phải đặt cọc trước, các bác lưu ý nhé, ship hàng COD về tận nhà, các bác có quyền bóc hàng ra xem và kiểm tra đúng cái túi quy cách như là mẫu, quy cách như là shop giới thiệu với các bác như này, chất lượng đảm bảo như này thì các bạn nhận, các bác nhận hàng. Thế còn trường hợp mà nó không được như lời giới thiệu của shop thì các bác có thể là có quyền từ chối đơn hàng này, nhưng mà các bác hoàn toàn yên tâm là người thật việc thật nhé, có thế nào nói vậy. Đây các bác thấy đấy, hàng rất là tốt, rất là chất lượng, vải là dày, không phải chê điểm gì hết nhé. Còn các bác chỉ ngần ngại là khi mà các bác nhìn đây này thì thấy nó hơi to, thế nhưng mà đây thấy tôi đeo thực tế, tôi đeo thực tế là dùng để tôi chia sẻ với các bác về những cái ngăn mà tôi đựng đồ thì rất là hay nhé, rất là tiện. Cái này anh em đi săn bẫy thả giò vào đây, anh em chơi củi gì bỏ kẹo ở đây nhé, cũng rất là tiện nhé. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của kênh shop Tân Ánh, Sông Ngọc Ánh nhé. Các bác vui lòng mà các bác nào mà chưa đăng ký kênh nhé, vui lòng bấm một nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều những video khác về sản phẩm và shop giới thiệu, mong được phục vụ các bác. Các bác lưu ý nhá, ship hàng COD toàn quốc, không cần phải đặt cọc nhé. Rồi xin cảm ơn và mong được giao lưu với anh em toàn quốc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.